Sao đông trên đe dọa và kêu tôi phải dụ anh Du Philip lên lầu 5 của khách sạn cơ quan. Anh Du Philip có nghĩ tới chứng cứ nào hay động cơ nào để biên kịch Kỳ làm vậy hay không? Chụp hình nhà mình sao? Mau giao cái máy ảnh nhỏ kia ra đây. Không phải thẩm tử chơi sao? Là cậu Du Philip kêu tên này chụp những tấm hình này đó hả? Dạ không có đâu bác. Rốt cuộc ai thuê anh làm vậy? Là ai vậy hả? Là cô Jin Yuna. Người nhân viên có thể thấy ma mà cậu nói. Người đó là cậu đúng chứ?